nổi tiếng nhất đặc sản khu Tây Bắc. Bà, hãy cho em bà nhé. Ở trong làng nào? Này rất là nhiều thứ ở dưới rừng. Đây đây. Rau này mọi người khá là nhiều, rất là nhiều những cái đặc sản. Đây, cái này có cả quả chám này, quả dưa, quả cà cà rừng này, rau thối này, hoa đu đủ này, rồi kia là rau cây hoa ban quá. Rau bướm mọi người ơi, rau bướm nha. Rau này mang về nấu canh chim phải không ạ cô? Đào tiên này mọi người. Đào người Mông à? Bán bao nhiêu tiền cân chị ơi? 15.000 một cân à? Thế còn quả dưa này? Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên Hủy Củi nhé mọi người. Chợ này thì sẽ họp vào 5 ngày một lần, tính theo ngày âm thì mình cũng không rõ lắm, thì mình thì đi chợ này mình cứ tính theo ngày 5 ngày một lần thôi. Chợ này ở gần trung tâm huyện là Quỳnh Nhai nhé mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phía bên trong chợ để khám phá xem chợ ở đây có những gì. Thì tất cả mọi người hãy theo chân mình để đi vào phía bên trong chợ để khám phá nhé mọi người nhé. Chợ này thì rất là rộng, vào những ngày lễ, ngày Tết thì ở đây rộng lắm. Đông người lắm. Còn đây là những ngày bình thường thì sẽ có rất là nhiều mặt hàng để bày bán ở đây. Đây mình sẽ, hôm nay mình sẽ đi chi tiết cho mọi người xem nhé. Đầy đủ tất cả các loại mặt hàng luôn. Ở phía bên này sẽ là gà, vịt gà này. Cái này mới chỉ là ở ngoài chợ thôi nhé mọi người. Tí nữa mình sẽ đi vào phía bên trong kia. Đây cái gì đây? Dạ. Là cái gì đấy? À, quay chợ à? À, đây nhé mọi người. Ở phía dãy bên này thì sẽ là những con giống gà, có cả chó con đấy này. Đây mọi người. Bên này thì sẽ chỉ là toàn những cái con giống nhé. Ở phía bên này là hoa quả. Mình sẽ không giới thiệu gì nhiều thì mọi người quan sát trên màn hình giúp mình rồi. Ở đây nó cũng khá là ồn ào cho nên là nói thì cũng sẽ rất là khó. Thì có măng rất là nhiều. Ôi sao bây giờ vẫn còn măng à? Có bí này. Nào nó có cái gì?
Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đây có gì. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp những người rau củ quả rất là nhiều, rất là nhiều cả các mặt hàng nông sản. Bà con này là con ốc đá này mọi người. Này là ốc đá này mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp. À, ở ngoài này bán khá là nhiều những loại mặt hàng khác nhau. Nhiệt nhiệt tẩy nha, tẩy các kim tẩy các kim trong những cái món đặc sản ở vùng Tây Bắc, đây là rau cối nhất là những cái món rau này. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp với nhau. Rất là đa dạng, rất là nhiều mặt hàng. Chợ này rộng lắm, khá là rộng luôn. Đi hết cái chợ này chắc phải mỏi hết cả chân. Bên này sẽ là gia súc, hoặc vịt gà. Bên này là thịt nhé, vịt với cả gà thịt. Ở phía bên đằng ngoài kia lúc mà chúng ta mới bắt đầu đi vào thì sẽ là con giống. Và cái này thì lồng gà. Wow, chọn chọn đồ xôi khá là nhiều. Cái này nhìn đẹp thế. Ơi ở đây sẽ là một cái cổng. Hai bay xong chưa? Đi chợ thôi, xuống đây. Hai đứa em. Giờ mình đã đi qua chỗ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phía bên trong này. Ba năm này chính là cái chỗ này và ăn rau vào là nơi nhất rồi nhé. Nhìn cái này sướng nhé, rau củ quả khá là nhiều. Giờ chúng ta sẽ đi vào phía bên trong chợ chính nhé.
đây chính là món cơm lam nổi tiếng nhất đặc sản khu Tây Bắc. Bà hãy có em bà em á. Ở trong làm được không? Hả là to thả đúng bà ấy. Đến ăn cơm lam nhỉ? Lúc bà 5.000 ít, cũng 5.000 ít. Ờ, tí nữa cháu lấy. Bây giờ cháu đi quay chợ đã. Không bây giờ cầm lấy là đi là hơi khó. Rất là ngon này. Hai màu và bánh trưng. Đây nhé mọi người. Ở đây phía bên trong của cái sân chợ được rào hẳn hoi thì bên trong này chính là chợ chính, còn ở kia là đường đi lại thôi, nhưng mà mọi người cũng đã bày bán hết hàng hóa ra ngoài kia luôn. Thực sự rất là nhiều mặt hàng. Rau củ quả đầy đủ hết. Mình sẽ đi qua cho mọi người ngắm thôi nhá. Cái này nhiều quá, mình cũng không biết là sẽ đánh giá món nào cho mọi người xem nữa. Đi chợ này thật sự là rất là rộng và đông, nhiều đủ tất cả các loại mặt hàng luôn đấy. Hàng bánh chợ này là cái chợ lớn nhất khu Tây Bắc. Theo như mình nghĩ là nó đứng số 1 trong cái tất cả những cái chợ phiên mà mình đã từng đi, bởi vì chợ này nó rộng hơn và đông hơn mà đầy đủ tất cả các loại mặt hàng. Chắc là mình bị ăn chân chân ở dưới ổi. Đây là mình mới chỉ đi qua những cái mặt hàng rau củ quả thôi nha mọi người. Còn những cái bên trong kia nữa, chợ cá rồi chợ thịt. Còn nước lắc, còn có vị đắng như là quả nước đắng ấy, nhưng mà nó hương vị nó sẽ khác nhau. Rất là nhiều thứ. Còn mình sẽ đi một vòng, trong tí mình sẽ lướt qua bên kia một chút cho mọi người cùng xem. Nhiều lắm luôn. Này rất là nhiều thứ quả dứa rừng này mọi người. Quả dứa rừng này. Quả này không ăn đó không phải à kia quả dứa rừng này, cái quả xanh xanh này này là dứa bình thường phải nhỉ? À, đúng rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé mọi người. Đi hướng vào phía bên trong này. Nhiều lắm, rất là nhiều thứ luôn. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem trước, xong tí nữa mình sẽ đi qua xem có những cái gì hay và đặc biệt hơn thì mình sẽ chi tiết hơn cho mọi người xem.
ra kìa. Nhìn cái tròn này. Đây sẽ là khu chợ cá nha mọi người. Sông Đà. Ôi ô, khai cái gì này? Quay đi, cá nghiền đi. Cá là cá gì chú? Cá nghiền là cá cảnh sát. Cá này cá cảnh sát này, cá này cá nghiền đi. Cá cảnh sát à? Ừ, đây là hàng cảnh sát đi. Đây. Chú bán cá rất là hài hước và cá này là cá cảnh sát. Chú cá cảnh sát, cá cảnh sát đi. Cảnh sát. Nó chạy nhanh cái chỗ này. Cái này là cá sông Đà nhé mọi người. Cá sông Đà, cá cảnh sát sông Đà. Rô phi. Này cá rô nhỉ chú nhỉ? Rô mà. Rô ở sông mà. Thế còn cái này là cá gì đấy chú? Cá nheo. À cá nheo à? Nhìn giống cá chê thế nhỉ? Cá gì đâu cá? Cá chê đấy, cá chê này. À vâng vâng. Đây là cá chê đây, cái này là cá nheo chứ chỉ lên à, đây. Có cá nheo không giá này, tốt quá này. Cái này bán nào hả chú? Có 100.000 một cân thôi mà. 100.000 một cân à? Cá nheo. Và chú ơi. À, thế bên này nhé mọi người. Thì sẽ là khu để dành riêng cho cá lợn giống. Chúng ta sẽ quay mặt sang hướng phía bên này. Đó chính là cái phía mà lúc nãy mình vừa đi qua. Đó chính là chợ cá. Và ở phía bên đằng trong kia thì sẽ là mọi người bày bán thịt, thịt lợn á, hay tôm, em mua thịt, mua tôm này, mua con tép, mua nhiều thịt rang. Đây những người ở trong này sẽ là khu chợ dành riêng cho những người bán thịt. Anh ấy đang gói để đi ship. Đi ship luôn hả anh? Gửi đi tận Hà Nội luôn. Anh chị có được thiếu 6 phải lạ nữa. Anh Thanh chuyên thịt lợn. Đây nhá mọi người, còn phía bên này sẽ là những cái quần áo. Chợ quần áo này. Đây là chợ quần áo này. Hiện tại bây giờ mình đang đứng cái chỗ mà mình đang đứng này là ở ngay cái cổng chính của chợ Huế Quẩy nhé mọi người nhé. Nó khá là rộng. Đi một hồi chưa hết được. Ở ngoài này sẽ là những cái đồ gia dụng, điện tử, rồi giày dép, các thứ nói chung là nhiều lắm. Thì mọi người cứ quan sát trên màn hình giúp mình nhé. Tiếp tục cuộc hành trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và trứng gà. Cái xanh đi mọi người. Cúng xanh. Bà con chân trái kia giảm gái quá. Là không. Giảm gái hả? Hán á. Cái nó rất là mỏng. Bà ra hả? Bà ra hả? Ý xong em. Hay ở cái ý cơ nó nghe. Vậy gà mới nhé. Phải ăn nhiều chứ. Thế cái cốm đó là của bác hay là của chị? Của hai người, mỗi người. Của cả hai à? Thế sao? Thế cái này là cái này giống nhau hay là sao? Cái này sao? Cái này với cái kia giống nhau à? Giống nhau mà. Thế sao bên này nhìn nó khác hơn nhỉ? Cái này mình da khô hơn ạ. Cái này sợ khô còn bên kia nó canh rửa nó chuẩn rửa chuẩn nên nó sẽ dẻo mềm hơn. Em tưởng là đồ sôi lên ổn nó đi không đồ được đâu. Rang khóc bên mình rang lên những người rang khóc khác bọn không biết rõ về cái quy trình để làm cái món này đâu hả. Lấy 20.000 ăn chơi muốn ăn bây giờ anh nghe cho sướng mồm. Thôi là mọi người cũng ủng hộ mình cũng là tươi cho. Thế chị sinh năm bao nhiêu đấy? Sinh năm nhiều lắm. Chị cứ nói đi. Nếu mà mình người thật thà dân tộc với nhau mình 9 năm. Ờ, 9 năm thế thì làm em rồi. Có đòi làm chị đâu mà toàn các anh các chị gọi thôi chứ. Đúng. Thôi nhá, này. Bây giờ cái này là cho gì tặng cái gì phải không? Tặng phải không? Xin tiền ạ. Ôi, sao tặng lại xin tiền? À có nghĩa bây giờ cái này là đổi tiền cái gì? Đổi tiền. Nó bắt vai này là thôi. Đừng có trêu tớ. Đổi tiền này em. Đổi tiền nhé. Cho rồi nhưng mà xin tiền các anh các chị. Thôi bây giờ đi nhé. Vâng. Đi. Hôm nào gặp thì trả tiền nhé. Lấy quả bóng quân to. Cây to này. Quả bóng quân. Chắc mà tính khá mình hay gọi là quả mắc quên. Thật rằng là cổ nhớ đâu mà đi hát một miếng nằm bì. Thế nếu đấy bà? Hay anh à, chóng hà phán thế. À, chóng hà phán quá. Ừ. Mỗi lần hái là bao nhiêu cân? Hả? Cân nó cân sao hà phán? Chắc đó, không ăn thì thôi. Tưởng ăn mua đấy 5.000 ăn chơi. Cân 5.000. Ăn không? Chắc ạ. Rau này mọi người. Khá là nhiều. Rau bở. Cái này à, mang về nộ. Mỗi một cái gói này sẽ cho một cái khúc riềng luôn. Bữa nay cửa mất rồi, cái khẩu của em ấy. Ờ. Em khẩu ba. Âu ba hở mất mất đồ ba Âu rồi. Rất là nhiều những cái đặc sản. Đây, cái này có cả quả chám này, quả dừa, quả cả cà rừng này, dâu thối này, hoa đu đủ này. Rồi kia là dâu cây hoa ban quá. Dâu bướm. À dâu bướm à. Dâu bướm mọi người ơi, dâu bướm nha. À, dâu này mang về nấu canh chim, phải không ạ cô? Lấy canh chim nấu canh gì? Nấu canh chim. Đúng rồi. À mang về nộm à? Cháu cứ tưởng là rau bướm mang về nấu canh chim. Canh chim cũng được mà. Vâng. Không nên nấu canh cua được không ạ? Bao tiền một bó này đấy? 2.000 ạ. Nhiều thể loại lắm à. Cái này nó kiểu như là cây hoa ban đấy mọi người. Đây này, cây hoa ban đây này. Loại khác. Loại này hoa ban đây này. Cái này mang về bầu này mọi người. Bầu này mang từ trong vườn ra nhé. À, của bác cái này đi bán đấy. 10-15 nghìn một quả. Bầu nhà em đấy.
măng đắng này mọi người ấy. Chưa hết mùa. Măng đắng nha. Mà nó già rồi. Do thời tiết với cả khí hậu nó mưa muộn quá thì thôi, thì ta mọc muộn hơn chút cũng không sao cả. Ta mọc muộn mèo. À, đào tiên đây mọi người. À, đào người Mông à? Bán bao nhiêu tiền cân chị ơi? 15.000 một cân à? Thế còn quả dưa này? Dưa to thế nhỉ? Dưa này 10.000 à? À vâng. À, dưa mèo. À dưa Mông. Dưa Mông à chị? Dưa Mông, dưa mèo. À đào Mông luôn. Vâng, cách nhìn của nó là dưa mèo đấy. À dưa mèo à? Vâng. Thế còn kia là đào Mông à? Đây là đào mèo, đào Mông. À, vâng. À cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng. Mua đi, mua hộ chị 1-2 cân về ăn đi. Vâng ạ. À vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. À, chợ thì 5 ngày họp một phiên đấy mọi người nhé. À, đây là chợ Hồi Quẩy ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Bây giờ mình đã đi hết từng ngóc ngách của cái chợ này rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của mình nhé. Bye bye.